Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay ngày mới nên chúc ông bà cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một cái món bánh rất là ngon mà đơn giản mà ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi với hai chị em nha. Hello Ngọc. Hello ông bà cô anh chị đã đến với kênh của Ngọc Linh TV Canada nha. Trước hết Ngọc kính chúc ông bà cô bác anh chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Mùa hè Ngọc có hai trồng giống như một ít rau cải ông bà cô bác chị, mà bây giờ nó rất giống như bên Canada giờ hiện giờ là rất là nóng cho nên rau rất là tốt. Bây giờ bên Canada của Ngọc ở đó là giống như mỗi ngày đều là 27 độ hoặc 29, 30, 31 rồi không, cho nên rau lên rất là nhiều. Cho nên hôm nay Ngọc của chị Linh á làm cái bánh này gọi là cái bánh giá ha, ở trong như giống như nó tựa tựa như là cái bánh giống như bánh cống vậy chị Linh, nhưng mà ở trong nè là mình để giá ha. Thì Ngọc cũng làm theo cái kiểu của Ngọc ăn đó, tại vì mình cuốn rau rau rất là nhiều bà con anh chị, bây giờ nó lên thấy mê lắm. Còn mùa đông á, thì rau rất là mát ha. Bây giờ mùa hè thì Ngọc thấy rau rất là ngon, đây rau này ra nhà Ngọc không á nghe bà con anh chị ha. Thì hôm nay Ngọc làm cho gia đình ăn thì Ngọc sẽ chia sẻ với bà con bác chị cùng làm chung với Ngọc theo cái kiểu của Ngọc nha. Tại vì cái bánh này thì nó cũng nói ra đơn giản thì nó cũng không có đơn giản gì mấy ha. Thì trước hết á thì Ngọc làm á thì Ngọc có bột gạo ha, đây 400g bột gạo ha. Đó. Mà Ngọc lúc nào cũng thích giòn, với chị Linh bà chị của Ngọc á, bà thích ăn giòn, bà nói là thôi còn gan ăn tận giống như là mình phải giống như cái cơ hội này mình để ăn cho nó giòn thì Ngọc bỏ trong bịch bột giòn này ha. Đó, Ngọc để đây, Ngọc chỉ giới thiệu thành phần từ từ nha. Rồi cái này là tép đó, tép bạc nè, cái này giống tép bạc đất vậy, không biết nó phải không chị Linh. Ngon ha. Ngọc mua hôm nay Ngọc vui lắm, tại cái tép bạc này nhỏ nhỏ Ngọc thích. Mấy lần trước á Ngọc mua gặp cái toàn là tép bự không à, cho nên nó bỏ vô chiên á nó rớt ra ngoài tùm lum. Còn cái đây á ha, thịt này là thịt tê giống như thịt vai á nghe bà các anh chị. Cái này á là giống như kiểu là một cục này là một phao, mà hai cục này là hai phao. Ngọc để vô đây á, hai cái miếng thịt này là hai phao, nhưng mà không biết mình có làm hết hay không. Cái này là do mình nha, mình ăn nhiều thì mình bỏ nhiều ha, mình ăn ít thì mình bỏ ít, tại vì Ngọc nữa mình phải xào lại ha. Còn cái bánh này á thường á là phải bỏ như là gan heo, nhưng mà Ngọc thì không có thích ăn gan heo, tại gan heo á mỗi người giống như có cái khẩu vị. Còn Ngọc thì muốn béo thì Ngọc thích gan gà ha. Cái này là gan gà Ngọc đã luộc xong rồi, một lát Ngọc xào chung với cái thịt vai này ha, mình xắt rồi mình xào chung đó. Rồi mình có hai cái trứng ha, hai cái trứng một lát Ngọc sẽ lấy chồng đỏ không, Ngọc không có lấy chồng trắng ha. Đó, còn đây là đậu phộng. Đậu phộng này để mình để lên trên mặt của cái bánh, nhưng mà cái này là một chén đậu phộng này á, là Ngọc giống như là đã luộc xong rồi nha, tại vì mình muốn ăn đậu phộng có vỏ thì mình làm đậu phộng có vỏ, còn Ngọc thì nhà Ngọc có thể có đậu phộng không có vỏ, cho nên Ngọc luộc xong nhưng nguồn luộc sơ ngang một chút xíu. Ngọc luộc cái này cũng 20 phút đó ha, cho nó chín. Cái đó là tùy mình ha. Đó, cái đó là một khắp hay là bao nhiêu? Cái này hồi lúc Ngọc chưa luộc á là nó giống như Ngọc làm á là nửa khắc, nhưng mà luộc xong cái này là mình bỏ gia giảm mà vô mình đó chị Linh. Thì bây giờ thành ra chắc một khắc á, một khắc luộc xong nha bà các anh chị ha. Còn ở đây là Ngọc ngâm đậu nành. Ngọc ngâm cái là giống như là một chén đậu nành, Ngọc có cái chén nhỏ nhỏ vậy nè, ngại qua Ngọc ngâm á ha. Ngọc ngâm cái chén đậu nành này thì giờ nó ra được vậy ha. Đó, chén cơm của mình đó thì thành phần nó vậy thì phải có giá ha, có chút xíu hành để hồi nó Ngọc sắc Ngọc trộn vô đây luôn, đừng mình bỏ vô mình chiên ha. Rồi rau thì bây giờ đó trước hết á là Ngọc phải xay cái đậu nành trước ha, tại vì cái này mình phải xay chung, tại vì bên Canada, còn nếu mà mình có máy ở Việt Nam thì xay giống như ngâm chung với gạo với đậu nành xay chung. Còn Ngọc bây giờ thì đây thì Ngọc lấy cái bột này ha, rồi Ngọc cũng lấy cái đậu nành này Ngọc xay với 600ml nước trước nha ông bà các bác chị ha, xay trước rồi mình mới bỏ vô trong cái bột này. Đó, từ từ như cái da có bánh cống vậy đó. Từ mình thấy cái này á là 600ml nước lạnh nha bà, mình xay cho nó nhuyễn ra, xay cho nó thật là nhuyễn xong rồi mình lượt lại.
thì mình xay chỉ cần đúng 1 phút thôi ha, là nó tự động nó tắt. Vậy thôi. Đó, bây giờ ngồi đi lấy cái, giống như mình lấy cái gỗ đó, mình giống như mình lược sơ lại nha. Nó còn giống như, tại vì nó rất là nhuyễn, nó nhuyễn giống như gần như là bột vậy đó. Ngọc muốn lược sơ lại, nhằm khi hồi nãy Ngọc còn giống như mình xót lại những cái vỏ của cái đậu nành đó, thì mình Ngọc muốn lấy nó ra thôi ha. Bây giờ Ngọc sẽ lấy cái gỗ một lượt rồi Ngọc trở lại với ông bà cô bác anh chị nha. Tại vì gần Ngọc sẽ cho biết cái số lượng là bao nhiêu ha. Hay cho lên ha. Ok. Hello bà cô bác anh chị nha, bây giờ nè. Đó, Ngọc đã bỏ vô trong cái bồn bột nha, trong cái bồn này nha ông bà cô bác chị. Thì Ngọc cũng đã từng chia sẻ của cái bánh cống rồi ha. Cái này Ngọc mua nè, mình bỏ ra mình dắt ra ha. Chứ trong cái gỗ thì nó hơi lâu lắc, Ngọc bỏ đây Ngọc dắt ra. Hiện giờ nó trở lại là 600 ha. Nhưng mà để Ngọc pha ra nha, nếu mà nó thiếu thì mình thêm vô chút xíu nước ha. Tại cái bánh này là nó cần giống như đặc ha. Thì Ngọc làm mới thay bịch bột. Hả? Hai bịch luôn chị Linh. Một bịch bột giòn với một bịch bột gạo. Một bịch bột giòn, một bịch bột giòn á là 150g ha, Ngọc bỏ vô trước nha. Rồi cái bịch này là bịch bột gạo ha. Bịch bột gạo 400g, hiệu con dôi đó mà hiệu gì cũng được nha. Ngọc sẽ nêm vô đây một chút xíu nha ông bà các bác chị ha. Bây giờ đó Ngọc cho giống như là Ngọc cho ít thôi nha, Ngọc nêm cho nó có giống như là hơi có vị chút xíu thôi. Ngọc cho một muỗng cà phê 1 teaspoon ha, cái này đường nha. Nhiều quá chi. Rồi giờ Ngọc cho đó giống như nửa muỗng cà phê muối ha. Nửa muỗng cà phê bột nêm gà ha, cho hơi dung dung chút xíu nha. Đây. Ngọc cho anh một chút xíu bột nổi nha, bà các bác chị, nửa muỗng cà phê luôn nha. Ngọc bỏ cái hộp bột nổi ra ngoài. Nổi đây. Cái có chữ cái nằm đây. Đây nha. Rồi giờ mình quậy lên. Ngọc cho hai cái chồng đỏ trứng luôn nha, bà các bác chị, vô trong cái bột của mình luôn, được mình quậy luôn ha. Hai chồng đỏ thôi. Bây giờ mình bỏ cái Ngọc cũng có để một cái giống như cái nước dảo của cái đậu nành này ha, xe cua ngoài nữa. Nhằm khi mình bột, nhằm khi bột khô hay là nhằm bột mới bột cũ đó thì mình cũng phải có xe cua chứ ha. Ngọc bỏ 600ml giống như của nước đậu nành, Ngọc mới quay vô đây hết không nha. Coi như thế nào đây. Khi nào thêm bớt thì mình nói tiếp. Khi nào thêm bớt, bây giờ nó đang nguyên vậy ha. Thì Ngọc quay thử cái nó làm sao đâu. Yeah. Thơm quá chừng cái đậu nành á, thơm. Nhưng mà thấy nó hơi đặc. Để Ngọc coi coi, cũng chưa có đâu. Đó, bây giờ mình để đây đi ha. Mình chờ cho bột nó nghỉ nghe ông bà cô bác anh chị. Xong rồi bây giờ mình đi làm nhân trước đi, tại vì cái bột mình phải chờ cho nó nghỉ ha. Ngon rồi nha, thơm á. Chừng nào Ngọc thêm bớt á, thì Ngọc sẽ chia sẻ nha. Tại vì bây giờ Ngọc sẽ để cho cái bột nó nghỉ ha, cho nó nghỉ. Để Ngọc coi ngồi nó nghỉ, nếu mà nó đặc quá đó, thì Ngọc sẽ thêm bao nhiêu nước thì Ngọc sẽ chia sẻ. Nhưng mà Ngọc nghĩ là Ngọc sẽ không thêm đâu, vừa rồi. Ha, thì Ngọc đoán như vậy thôi. Bây giờ chừng nào Ngọc thêm nữa, bây giờ Ngọc sẽ để cho nó nghỉ. Bây giờ mình phải trở qua cái phần mà Ngọc phải sắt mấy cái thịt này nè ha, đừng Ngọc đi xào nữa. Đó. Cho nên giống như kiểu là làm mình phải chờ, bỏ đây chờ tiếp đó. Để này bên đây hết trơn nha. Còn cái thịt này đó là mình muốn thịt bằm thì cũng được nha, nhưng mà Ngọc thì chắc sắt quá ha. Sắt thời tiết giờ này đẹp hết chưa Linh. Mình sắc ra, sắc xong cái mình đi sắc ra xay, giống như mình đi sắc tẩu rồi đó ha. Mình xào lên hay là củ hành hương gì đó, mình xào lên. Giống như là Ngọc sắc. Giống như sắc như vậy nè, bà có chị. Mình cứ sắc
giống như cái này nó có cái mỡ mỡ đó thì cái thịt nó mềm ha, cái thịt này rất là mềm. Mình xắt đừng cái xắt nhỏ quá ha, tùy theo nha, nhưng mà Ngọc thì Ngọc xắt giống như miếng miếng vậy nè ha. Thì một lát này Ngọc xào, rồi Ngọc mới lụm từng miếng vậy nè ha, Ngọc bỏ vô trong cái bánh giá của Ngọc. Bây giờ Ngọc xắt, ví dụ thịt Ngọc xắt vậy ha, rồi để Ngọc xắt luôn cả cái gan. Tại cái gan đó là Ngọc đã luộc qua rồi, cái thịt này cũng mềm nè. Thịt dai này nó mềm lắm ha. Giống như cái phần trong này nè, thì mình muốn ăn thịt miếng thì mình để vậy ha. Giống như vậy đây nha, rồi Ngọc, tại vì Ngọc không có muốn cái cuộn video của Ngọc nó rất là dài ha. Rồi mình cái này là mình cũng xào cho nên mình bóc bên thịt bên đây mình dẫn ngay lụm qua bên đây được nha, tại vì một lát mình xào hai cái chung lại ha. Thì bây giờ cái miếng này mình có muốn vậy thì cũng được nè, đó ha. Cái gan này là gan gà mà không biết sao mà nó thơm quá trời. Mà nó vàng thơm lắm ha. Đó. Ai thích ăn gan heo á thì mình cứ làm gan heo nha. Còn cái này Ngọc đi chợ á, Ngọc thì lại giống như cái gan heo nó hơi cứng cho nên Ngọc không có thích ha. Cho nên Ngọc muốn mua gan gà cho nó béo thôi nghe, chứ đúng người ta là phải là gan heo nha ông bà các anh chị. Nó khô, gan heo nhiều cái nó khô, ở Canada mình nhầm lúc mình mua nó khô cứ ngắt à. Ngọc mua có khi nó về nó cứng, rất là cứng, cho nên Ngọc thấy cái gan gà hôm nay chị Linh coi gan gà giống như cái gan gà này giống như gà chạy bộ chị Linh. Chắc nó chạy cỡ hai chị em mình. Đó cho nên Ngọc thấy nó rất là mềm nè, chị Linh nhìn nè, nó rất là mềm ha. Thì Ngọc đã luộc qua rồi nha. Là Ngọc chỉ có xào thêm nữa thôi, Ngọc không nè. Nó thơm vậy sao không? Rồi nó có lọ này đó nghe, nó giống như người ta trộn vô vậy đó, mình không có biết ha. Có đen, có vàng, có xanh. Giống như nè, cái lọ này là cứng nè chị Linh. Mới xắt xuống là thấy cứng rồi nè. Cho nên Ngọc muốn ăn cái lọ gan gà thì Ngọc để gan gà thôi, chứ người ta là gan heo nghe, mà người ta để sống nữa. Nhưng Ngọc thì muốn cái gì cũng chắc ăn thì chín nghe ông bà các bác chị ha. Thì Ngọc sẽ xắt hết. Khi Ngọc xào á thì Ngọc sẽ chia sẻ tiếp nghe ông bà các bác chị ha. Ok. Hello ông bà các bác chị nha. Bây giờ Ngọc sẽ xào thịt ha, mà cái gan Ngọc xắt gan nó nhiều quá chị Linh kêu bớt thịt lại nha bà cô bác chị. Cái này mình ăn nhiều là mình bỏ nhiều nha, mình ăn ít là mình bỏ ít tùy mình ha. Ngọc chiên trong hai cái giá này ha, tại vì cái giá nó cũng không có chứa nhiều nữa ha. Rồi xong rồi mình bỏ cái giá đồ vô, giá rồi thêm thịt rồi nữa thì Ngọc nghĩ chắc cỡ đó là nhiều rồi ha. Này nó có cái giá bự nữa nha, mình không có giá bự nữa, cực kệ cái giá bự lớn đi. Lớn em cũng được rồi, cũng nó gọn. Mình cái này cho nên mình ăn với rau rau sống đó, mình ăn bún mình luộc miếng bún mình để lên trên mình ăn nữa, ăn chung với rau cũng ngon. Mình bỏ cái này là củ hành tím nha ông bà con chị, tỏi đó. Ngọc xào hai phần hai cái nha. Bây giờ trước hết Ngọc xào gan đi, Ngọc lấy cái chảo gan này của thầy rồi Ngọc xào thật, tại vì cái gan đó chính là Ngọc chỉ cần xào cho nó thơm một thêm chút xíu gia vị thôi ha, chứ không có cần xào lâu, tại vì cái này nó chín rồi nè. Ngọc bỏ mỗi giống như mọi chút xíu này đường đồ vô vậy chút xíu vậy thôi, chứ Ngọc cũng không có bỏ nhiều đó. Bây giờ Ngọc bỏ vô nha. Rồi giờ cái gan này ngon thiệt, nhưng mà giống như gan nhiều mình còn con, mình còn còn lông, còn con chứ anh ha. Mình ăn cái này là tùy mình nha, là các anh chị ha, tại vì Ngọc sợ cái gan nó bị người để ha. Rồi thơm quá trời luôn hả, mình nêm chút xíu thôi nha, một cái một chút thôi, không có nhiều đâu. Ngọc làm một nửa muỗng cà phê, không có cho nhiều, tại vì hồi nãy chút lúc Ngọc luộc cái Ngọc cũng có nêm chút xíu trong cái nước súp luộc ha. Hả, thôi chị lên nè. Nhưng mà nguyên miếng này là cũng từ ha. Nguyên miếng này cũng thích thì mình để nguyên gì không được. Vậy là ok rồi nha. Bây giờ cái phần này là xong nha. Mình chỉ xào cho nó thơm thôi, tại vì này nó chín còn. Còn cái ăn thịt đó là Ngọc nó xào hơi lâu nha, tại vì cái thịt nó Ngọc muốn cho chín, chứ thường người ta cũng để sống thì người ta bỏ người ta chiên thôi à. Mình lấy cái chảo này Ngọc xào luôn ha. Chín đi cho nó chắc ăn. Thì nên hỏi chín cho nó chắc ăn. Đây là người thích ăn thịt nhiều nhất mà bữa nay kêu Ngọc cắt thịt lên, Ngọc bao nhiều quá Ngọc. Đây có gan, nó có gan nó tốn. Rồi Ngọc cũng vẫn tiếp tục bỏ vô vậy ha. Này miếng gan nữa. Gan thôi này cứ bỏ vô vậy. Bỏ dầu hành tỏi. Cái này vậy giống như hành tiết á ha, hành hương đó. Để xào thôi. Mình lên miếng cái luôn cho kể đi. Xào luôn. Mình xếp lại. Rồi mình xào cho nó chín, tại vì Ngọc phải xào cho nó chín ha, thịt heo mà. Rồi hồi Ngọc mình bỏ chút xíu nước rồi vô mình cũng nêm giống như Trang vậy đó ha. Tại vì này mình chỉ nêm sơ thôi,
không có tần số lượng, mình chỉ nêm sơ sơ cho nó có vị thôi, tại vì mình còn ăn chung với nước mắm nữa. Này hồi nữa nữa cái lọc luộc miếng bún bỏ vô cái tô trộn với rau ăn. Giờ rau quá thì nhiều luôn, mùa đông hai chị em á làm gì đi mua rau mắc sáng mùa luôn hết trơn hả. Ở đây rau mắc sáng mùa quá anh chị nha. Lọc cũng thơm chút xíu muối nha, cũng nửa muỗng cà phê đi ha. Rồi giống như cái này là một muỗng cà phê đường nữa nha. Đó. Rồi ở đây là một muỗng đây giống như cũng cà phê nữa ha. Cái này là một muỗng cà phê đó ha. Của cái bột nêm gà thì cái này là nêm, là khẩu vị là do mình chỉ nêm sơ thôi, không có cần nêm nhiều. Rồi hồi mình cho chút xíu nước vô, tại vì Ngọc quen rồi nha. Ngoài các bác chị mỗi lần Ngọc nêm đó là giống như Ngọc không có thích mấy cái muỗng nhỏ nhỏ, được cái lừng lừng vậy đó Ngọc hay vậy đó. Đừng là giống như cái này là cái khẩu vị là do mình hết. Nhầm khi Ngọc lừng người Ngọc nói rồi cái này vừa ăn chưa chắc vừa miệng, với bà có bác chị mỗi một người mình có cái khẩu vị cái riêng biệt của mình ha. Mình thích lạc hay thích ta mặn là do mình nha. Thôi mà đặt chút xíu Ngọc bỏ chút xíu tiêu vô nếu mình thích tiêu ha. Thì bây giờ Ngọc xào thì Ngọc cho giống như là hai muỗng ăn canh nước vô. Ngọc xào thì nào cái thịt heo này chín thì Ngọc sẽ chiên bánh, Ngọc chiên bánh. Mà nếu cái bột nó có khô hay ướt gì Ngọc sẽ chia sẻ với ông bà cô bác chị. Chứ bây giờ xào vậy rồi Ngọc bỏ nước vô đợi cho cái thịt chín thì nó cũng đã giống vậy thôi ha. Ok, bây giờ mình đi nha. Hello bà cô bác chị nghe, bây giờ Ngọc sẽ bỏ cái giống như bánh của Ngọc vô nha. Đó, Ngọc có hai cái giá ha. Bây giờ mình để cho cái giá này nó nóng rồi ha. Mà Ngọc để giống như dầu nó sôi cũng để lửa gì vừa thôi nha. Tại lò của Ngọc lò ga, cái bột là Ngọc giữ nguyên luôn nha bà cô bác chị nha. Bây giờ mình bỏ vô, mình cũng phải gàn nó ra vậy nè, tại vì này bột hơi đặc ha. Mình làm như vậy thì hồi trong cái giá của mình á, mình giống như mình dễ nó điều bột á nha. Đó ha, đó, đầu tiên nhất là như vậy nha, Ngọc đổ một muỗng này vô nha, rồi Ngọc làm vậy ha. Rồi bây giờ đó, Ngọc sẽ bỏ giống như mình cứ bỏ thịt vô tùy theo mình nha. Ngọc nói mình ăn nhiều hay ít là do mình đó, rồi mình bỏ gan vô ha. Đó. Thì lên khoái với cái này lắm rồi. Rồi bây giờ cái giá hồi nãy của Ngọc á là nè. Giống như mình lấy cái cây cây kéo mình chần chần nó ra chút xíu ha, cho nó nhỏ nhỏ lại chứ đừng có để nó dài quá vậy đó ha. Thì Ngọc cũng bỏ vô vậy luôn. Đó, bây giờ mình bỏ vô, cái này phải dùng tay nha. Đó. Nhằm khi có cọng giá nó dài quá. Mà Ngọc đã chần qua rồi, Ngọc có bỏ một chút xíu giống như là hành lá đó ha. Ngọc cắt mấy cái hành lá, Ngọc bỏ vô đây để cho giống như cho nó thơm nha, cái đó là cũng tùy mình đó ha. Rồi bây giờ mình bỏ cái bột này lên ha. Mình bỏ cho nó hơi đầy đầy lên vậy thôi, cũng vừa thôi nghe, đừng có đổ nhiều quá nghe ông bà cô bác anh chị. Mắt cong rồi nữa nó giống như nó bột nhiều quá cũng không có ngon ha. Mình cứ Ngọc lấy thấy vậy chứ không có đầy muỗng đâu nghe. Ngọc lấy thì giống như mình để cho nó đầy quá vậy đó, cho nó vừa gàn qua vậy đó ha. Đó, Ngọc nghĩ vậy nha. Áo cái đồ nó lên trên. Áo cho nó đồ lên trên cho nó dính vậy đó. Rồi đó ha. Rồi bây giờ đó mình phải cho cái này nó nhầm khi nó dính bên hông đó, thì mình thấy. Rồi bây giờ mình bỏ con tôm lên ha. Mình bỏ con tôm này lên nha ông bà các bác anh chị. Đó, Ngọc bỏ con tôm lên ha. Đó, rồi Ngọc cho mấy hạt đậu phộng lên tùy mình thôi nha. Đó, Ngọc bỏ mấy hạt đậu phộng lên đây. Thì mình muốn đậu phộng mà còn nguyên vỏ là mình ấy, còn bây giờ Ngọc cho chút xíu nữa nè ha. Vậy thôi. Cho nó dính cái con tôm mình lại ha. Rồi mình coi coi nó có dính hai bên hông này không nha. Tại vì nó dính vậy đó, đặng hồi nữa mình lấy ra khó. Vậy thôi, đó. Chỉ vậy thôi đó. Cái này dễ lắm. Mà nó hơi kỳ công chút xíu. Rồi mình bỏ vô đây. Ha. Coi như là một cái của mình đã hoàn thành. Cái hoàn thành, bây giờ Ngọc sẽ làm cái thứ hai. Đây. Con tôm nó nằm ở đó đây nha. Ngọc chăn lửa nhỏ nha. Cũng y chang như vậy nha bà có chị. Đó, Ngọc cũng bỏ một muỗng ăn này vô. Rồi mình gan mới ra. Tại vì cái này là phải cần cái bột nó hơi đặc đặc nha, chứ không có thể nào mà cái bột giống như là nó chảy te giống như bánh xèo là cái đầu Ngọc không biết ha. Ngọc làm vậy đó thì Ngọc thấy ăn nó giòn nha. Nó chảy nó không có dính lên nha. Được. Nó dính mà dính là mỏng á chị Linh, còn giống như còn mình muốn mỏng nữa đó thì mình cứ tự nhiên á, giống như mình làm pha hơi mỏng tùy mình thôi ha. Nhưng mà Ngọc muốn giòn giòn thì mình như vậy thì hồi Ngọc sẽ chia sẻ vậy đó. Thì khi Ngọc cắt cái bánh Ngọc sẽ chia sẻ đó. Mình muốn bỏ nhiều hay ít là do mình đó. Còn cái này là cứ vậy bỏ lên đó. Thì tại vì Ngọc để bên đây nó mới thuận tay với Ngọc nha đó. Ngọc có cho chút xíu hành vô cho nó thơm vậy mà nha. Rồi bây giờ đó
Đó, vậy rồi bây giờ bắt đầu mình cứ gà giống như mình dán nó lại, đóng nó lại. Đóng nó lại thôi, có gì đâu. Mà cái bánh này thì hơi kỳ công tiếng nhưng mà ăn ngon lắm. Ngon, cô bác ngon gì? Ngon. Dạ. Ăn với bún rồi đó thì tại vì cái gì lạ lại mình bỏ công sức ra làm súp mồ hôi thì nội thì vô ăn ngon rồi. Đúng rồi đó. Tại bỏ nhiều công quá. Bỏ nhiều công đó. Thì nó giống như cái bánh trống của mình vậy đó chị Lên. Còn bằng công mình nhúng chút xíu bột vậy nè cho nó dính vô, mình sợ nó không dính công tác của mình, đúng không? Nha. Đó. Thì Ngọc cho cái hạt đậu phộng lên. Cái này nó béo tùm lum hết trơn, nó béo đủ thứ hết trơn nha. Béo mỡ, béo không phải lúc đó. Rồi bây giờ mình ghé vậy ha. Mình giống như mình làm vậy là biết chi không cho nó nữa. Mình dở cho nó dễ thôi nha chứ không có gì trơn. Đó, bây giờ Ngọc đá vô. Tại con mình Ngọc làm thấy vậy chứ một hồi mình chờ cho nó nóng rồi đó ha. Là nó ra nhiều lắm rồi, nó chiên nhiều giá quá rồi mình bỏ nó chặt trong đây chứ gì trơn trời. Vậy thì nào nó vàng đó, bây giờ một hồi khi nào nó chắc ra Ngọc sẽ trở lại thì nó vậy đó, một lát vận động nó chắc ra giống như cái bánh trống nha bà các bác chị ha. Ok, quyết định vậy đây. Hello bà các bác chị nha, bây giờ Ngọc coi nó có nhả ra chưa ha. Nếu mà Ngọc để cái thớt đây sẵn này nha bà các bác chị, nếu mà mình nó không có ra nó hơi dính chút xíu đó thì mình cứ gõ một cái là nó nhặt nó ra ha, tùy theo cái giá nên nhầm khi mấy cái giá mình mới đó ha. Nhưng mà cái này của Ngọc xin nó nhả ra ha, cái này nó nhả ra nè ha. Thì bây giờ mình cứ chiên đó. Mở như vậy đó, cái dầu ngon lắm ha. Rồi Ngọc bỏ cái khác vô, Ngọc cái nắm cái đó. Nè, như mình gàn nó ra vậy đó ha. Nè, như vậy nè, mình gàn nó ra. Làm khi Ngọc bỏ muỗng, cái là tới giờ cái giá nó nóng mình chưa tới, mà giống như nó rất là mỏng nha. Nó mỏng ngang thôi, mình giống như mình làm cái túi này vậy cho nó giữ lại mấy cái thịt cái của mình trong đây thôi chứ đâu có gì đâu. Chị Lên muốn ăn thịt nhiều nhớ nói nha. Đủ một giá thịt rồi chứ có bột gì đâu. Không nói lượng hồi nữa, rồi nói sao làm cho chị ít thịt nha. Ngọc thì Ngọc nói rồi có gì nói. Một giá thịt rồi. Chị Lên nói làm bánh này chịu quá. Nhỏ này làm bánh này chị biết sao, thịt nhiều. Nhiều quá. Được, đó vậy đó. Giống như vậy nha bà các anh chị, mình muốn bỏ đừng có bỏ nhiều quá ha, bỏ nhiều quá nó cũng không có ngon đâu. Bây giờ Ngọc nhúng vậy, nếu mà một hồi cái bột mình chiên hơi lâu ha mà nó có hơi bị đặc quá đó thì mình bỏ giống như là chút xíu nước vô vậy đó. Đó vậy thôi, Ngọc chỉ về đủ rồi. Chị Linh bữa nay mà không có ý kiến gì cò gì dù hết cái trang trậu. Bây giờ Ngọc để nó còn lâu lâu cái giá ra thì Ngọc để xuống. Đủ chắc quá, đừng quá chắc rồi. Đủ quá ha. Bây giờ Ngọc thí dụ cái này nó không ra ha. Ngọc thí dụ thôi nha. Đó. Vậy đó nha. Ngọc ngập vậy đó. Thế nhưng mà mình đợi một hồi nó sẽ ra ha. Nhưng mà đó, khi mình muốn như vậy thì cái đó là Ngọc chia sẻ thôi nha. Cái đó theo Ngọc thấy, Ngọc làm sao thì Ngọc coi giống như là bà của anh chị giống như một cái gia đình mình vậy ha. Thì Ngọc biết cái gì thì Ngọc chia sẻ cái đấy thôi nha. Đó, thì vậy thôi. Trời ơi, cái bánh này làm Ngọc thích nè, vui nè, đó, về rất là vui nè, đó nha, đó, nó mỏng như vậy thôi. Rồi mình bỏ vô, cái gan này Ngọc rất là thích, cái gan này béo. Ăn nhiều hơn ít là tùy mình thôi. Mình đó, muốn bỏ nhiều bỏ ít là tùy mình, chứ cái này không có thuộc gì, mình đứng đây mình tự bỏ vô mà. Còn giá đó, thì mình muốn bỏ nhiều bỏ ít thì tùy mình, còn nếu mình không có thích ăn giá đâu bà, cô bác chị, mình cũng có thể bỏ khoai, ha. Mình có thể bỏ khoai vô cũng được vậy, củ sắn. Ví dụ mình nói mình không thích ăn giá thì mình bỏ củ sắn nha. Chắc củ sắn có lý à. Hả? Ngọt. Củ sắn này có lý nha, sao mà không nhớ vậy. Tại miền miền của mình là củ sắn nó có lý, củ sắn có lý. Ngọt nè, đúng rồi, cho lên ha. Đó, đó, vậy thôi. Đó, mình bỏ con tép vô. Nhưng mà nguyên thủy của người ta làm vậy thì cứ ăn theo vậy đi, chế biến một hồi. Chế biến một hồi nó ra cái bánh này nữa. Nhưng mà Ngọc là kêu bánh giá mà đi hồi ra bánh sắn hả? Mà Ngọc nói thật cái nghe, cái bánh này á, là nguyên thủy của người ta là phải là gan heo, nhưng Ngọc chế là gan gà đó nha, chứ không phải là gan gà của người ta đâu. Cái vàng rồi chưa Ngọc. Ngọc coi coi chị. Này ngon ha. Đó là vàng chắc ok rồi nè. Nè bây giờ nè đậu hộng, đậu hộng đã chín rồi ha. Bây giờ đậu hộng nó cũng đáng chịu ẩn vàng lên luôn nè. Nên thấy cái bánh đó chưa chắc được. Đem ra nha, đã Ngọc để đây. Đó.
một lát nữa đó là trong đó thấy vậy chứ ở trong đó nó là cái đít nó lên nè, là cái đít nó lên kìa, như cái đáy bánh nè đó, đó. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá, chịu bà này mình thấy nói nè ha, còn mình muốn bỏ hai con tôm là mình bỏ nha đó, mình bỏ đậu phộng. Còn cái đậu phộng nguyên vỏ thì diễn thì mình thấy cái vỏ màu hơi tím tím ha. Còn Ngọc đó là nhà nè, thật sự mà nói là Ngọc nhà là người là chỉ còn cái đậu phộng này thôi. Ngọc người đi chợ mua quá, Ngọc làm mua đậu phộng đó nó cũng là đậu phộng ha. Ok, vậy đi, vậy nào mình làm xong hết rồi mình trở lại với ông bà cô bác anh chị đi nha, thì cũng giống như vậy thôi, giống người kia như vậy đó. Ok, quyết định như vậy đi. Hello bà cô bác chị nha, bây giờ Ngọc còn chắc khoảng hai cái nữa, còn hai cái này với hai cái nữa là xong rồi nha. Bây giờ Ngọc đây đây nha, bây giờ Ngọc sẽ lấy cái này ra làm tiếp đó. Nãy giờ thành phần của Ngọc đó cũng không có nhiều, không có nhiều chỗ bốn người ăn có ha, có là nó chắc hết trơn nha bà cô bác chị, nó không có gì trên chợ nha. Mình muốn thì mình đem ra ngoài mình gõ ngoài cái thớt, còn mình không ấy thì mình cứ để trong cái, nếu mà ông bà của anh chị mình giống như mình làm một hồi hơi lâu đó mà cái bột mình nó có khô đó thì mình cho một muỗng ăn canh, giống như một muỗng ăn canh nước vô vậy nghe, cái đó là chuyện bình thường nha. Mình cứ chán vậy. Ngọc còn chắc khoảng hai cái nữa xong thấy gì chứ nó mỏng đó. Thật vô có gan vô, cái gan này nó béo vô cùng, bỏ lạ gì nhiều đấy, tại gan heo ngon ha, giúp mình tùy thôi. Ấy gan gà vậy, gan gà. Nãy giờ hai chị em cũng ăn dụng thấy ngon lắm, cái gan béo quá chừng luôn hả? Đó, mình bỏ như vậy nha. Cũng giống như mấy lần trước vậy đó. Mình thích gan heo thì mình bỏ gan heo thôi, có vậy đó. Nói chung là cái bánh này á, ăn thấy hấp dẫn. Đúng rồi. Mà rau thì quá chừng luôn mùa này. Cái cuối cùng rồi, cho cho ăn cái thêm bà không biết lắm, mà bà ghề lại là biết bà muốn ghề rồi đó. Ăn cái thêm cái cuối cùng thì sao cũng dân tét như to mà về Ngọc để vậy đi nha, hai ăn tét cho nên là không có để đậu phộng luôn cho nên không cần đậu phộng nha bà. Đã là vậy không á, phải hồi xưa thiếu thịt mình thiếu phải nhét hai bên nha, còn mình không nữa họ mình lấy cái dao ha, tại vì mình dính vậy nè, lượng hồi nó khó lấy ra chứ không gì trang trở. Thì giờ có cơ hội ăn được thì thịt thì cứ bước tới đây, bước tới rồi là bác sĩ kêu ngưng thì ngưng, chứ không biết sao nói. Nào bác sĩ kêu không cho ăn nữa thì bác ngưng. Tới chuyện đó rồi sao mình ngưng, bây giờ nó chưa nói thì mình cứ bước tới. Chưa nói thì bước tới, rồi Ngọc sẽ chuẩn bị cho bên đây ha. Đó, cái hình này. Vậy Ngọc sẽ đem ra ngoài, nếu mình gõ đây Ngọc sợ văng vào mấy cái gõ thêm cái thành nó cũng được. Đây nè. Nên nó chắc có chơi hẹn bà con chị ra đây. Đó ha. Thì nó dướng ở ngoài bên cái giá của mình đó nha. Đó ngoài cái thầm giá nữa thấy không? Dướng chút xíu không sao. Mình lấy ra. Đấy. Đó. Chắc ra trên rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Chuyên tiếp. Cái này ông dở như này nha, đây rồi nha, thấy không? Còn muốn vàng thì để muốn vàng nữa, bây giờ mình để vàng thêm. Còn mình á, mình muốn để giống như để chiều mình ăn đồ, mình lấy cái đi, nó bỏ vô ra phai. Ok, vậy thì làm bây giờ xong hết ha. Rồi làm xong rồi mình ra chứa thịt heo với ông bà cô chú anh chị nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình dậy chơi. Hello bà cô bác chị nha, đây Ngọc mới chiên xong, còn nóng hổi luôn á. Ngọc có chiên mấy cái này á, biết chi không, để chiều á, nhầm khi á ông xã Ngọc đồ về đó mà Ngọc bỏ vô cái air fry thổi lại đó. Còn cái này Ngọc giống như mình chiên cho vàng là mình ăn liền, còn mình chiên hơi trắng trắng thì mình có thể bỏ vô air fry mình nướng lại ha, bằng không thì đợi giống như đông đủ đó, cái đầu mình bỏ vô mình chiên giống như mình bỏ mà dặn thật lửa cao lên, cái mình chiên một lần là ra là nó giòn thấy không nha bà có anh chị. Bây giờ đó Ngọc cũng làm một miếng bún nè ha, đây bún, đây là salad ha. Thì mình có thể bỏ thêm rau vô hả, mình bỏ cà phê vô rồi vô mình bắt đầu mình xắt vô đây rau răng ha, với rau húng cay. Thì Ngọc có mấy thì nó mùa hè mấy cái rau này nó thơm thì thôi, rau này rau gì đó, dắt dắt cá hai cho lên rau gì, người kêu bằng rau hôi gì đó hai, rau hôi hả,
Rồi Ngọc bỏ đây luôn nha. Đó, thì ăn ra thì do mình ha. Đó, mình để đây nha. Rồi. Rất hôi, rất gì đó, ai biết đâu. Không. Đây, bây giờ Ngọc sẽ cắt ra thử nha. Nó còn nóng lắm. Đó, bây giờ thấy hai con cơm này của bà này không. Cái gì của cô này. Chạy hơi nó nóng. Cái gà đó chị Linh, cái gan gà đó ha. Đó, thì mình thôi nha, cái gan gà nó vàng ngon dễ sợ luôn, nó giòn thấy nè. Đó ha. Nó nóng lắm. Khấu lên nè. Nó tôm này bữa nay ngon chị Linh. Đó ha, cái gan gà nha. Đó, về đây, đó. Ha. Thì bây giờ đó Ngọc sẽ bỏ qua đây cho ta, tại vì mình cũng dầu chứ không có nổi. Ha. Thì mình nó ngon. Ngọc bỏ qua bên cái giống như bên cái bún nha ông bà các bác chị nè. Nó mỏng lắm, nó đâu có gì đâu. Thấy vậy đó nhưng mà mình chán vô mình thấy cái giá vậy, nhưng mà ở trong toàn là giá với Ngọc bỏ thịt với gan gà nha. Có Ngọc và gan gà đó. Rồi bây giờ Ngọc bỏ qua đây thì mình đổ nước mắm vô, mình trộn vô mình ăn thôi. Hả? Vậy nè. Mình muốn ăn thì tùy mình đó nè. Ha. Trộn ngon. Còn cái này thì Ngọc để miếng ngoài để hồi Ngọc cặp rau thử nha. Chứ giờ nữa ha. Để Ngọc cắt thêm cái nữa đây cho ông bà các anh chị nhìn thấy nha. Cái của Ngọc đi. Cái nào đó? Hả? Một con tôm đó. Thì cái nào cũng giống nhau hết trơn á. Một con tôm hai con tôm cũng giống nhau thôi vậy. Nè. Cái trước này đi, một con tôm nè. Mà này nha. Ngọc phải bóc tay nha nè. Nó cóc ra trên nha ông bà các anh chị. Đó, chứ không phải là nó không cóc đâu đó. Mà cái đậu phộng này Ngọc đã luộc rồi nha. Còn có cái về cái phần nước đồ nãy đó nha, là y chang với 600ml của sữa đậu nành nha. Đậu nành á. Ủa là yeah. Ngọc thích nhất là cái gì phải không? Cái gan gà đó nè. Cái gan gà đó là nó rất là ngon nha. Tại vì nó thử đi, béo. Chứ không phải, còn gan heo thì cũng ngon nha, chứ không phải không ngon đâu à. Nhưng mà tại vì Ngọc thì thường thường nhà đó, Ngọc nấu chán cho con gái Ngọc ăn cũng vậy. Ngọc mua gan gà nè, rồi tim gà, rồi vậy đó, rồi mề gà đâu vậy đó, Ngọc thích ăn vậy. Thì bây giờ mình chan vô. Đây. Chị Linh khoái lắm rồi. Ha. Rồi mình chan vô đây, mình chan vô bún mình ăn vậy đó. Nước mắm này là mấy cái ớt này là ớt con gà, nó cũng không mấy gì cay không đâu. Còn chị Linh chỉ sắc ớt trái là gì đây? Quay ớt rồi chứ không cần. Rồi mình trộn lên vậy. Cái này làm trộn ngon. Thử đi. Ha. Bây giờ Ngọc sẽ trộn lên. Có gao rồi vô ha. Thôi Ngọc mời ông bà cô bác anh chị nha. Để Ngọc lấy miếng nào nhỏ nhỏ thôi, đừng mới bỏ vô trong cái miệng được chứ. Đây. Nè chị Linh. Thấy mỏng lắm chị Linh. Bột á ha. Thôi Ngọc mời ông bà cô bác anh chị Ngọc ăn thử nha. Coi đây mình ăn xong thử coi nó như thế nào ha. Cái bột này giòn. Cái gan gà nó béo. Cái gan gà béo ngon. Gan gà rất là ngon ha. Ngồi ăn bún luôn. Nếu thằng Ngọc là Ngọc thích ăn gan gà nha. Béo lắm ha. Ngon. Thôi Ngọc mời ông bà có bán chị nghe. Cái này cũng tôm. Mấy lần trước hai chị em á mua con tôm bự quá, chị nó nhảy ra ngoài hết trơn, bữa nay hết nhảy ra ngoài. Ngon, cái này ngon. Bây giờ Ngọc sẽ ăn cái không. Cái gan gà này nó vàng á chị Linh, ở đâu nhìn thấy nó cũng vàng, chẳng giống như là cái chồng của cái hộp gà vậy ha. Thôi Ngọc mời ông bà cô bác anh chị mình ăn không với cái bột thử cái nó làm sao nha. Ngọc cắn thử. Ngon. Tại vì cái này nó giòn á là do mình bỏ cái đậu nành xay đó nha. Nó làm giòn với chút xíu bột giòn nữa hồi nãy á. Ngọc ăn thêm miếng nữa nha bà các bác anh chị. Ngon chị Linh ơi, này ngon. Đúng rồi. Không có ngán. Giá chạy rau nhiều. Thật sự đó, mình thấy cái bánh á, mình tưởng cái bánh này ùa da, nhìn sao mà nó ngán quá nha. Nhưng thật sự nha ông bà quá anh chị, nó bự như vậy, nó dung như vậy nha.
nó dùng trên cái bàn tay Ngọc vậy. Nhưng mà nó có một lớp bột ở ngoài áo rất là mỏng, ở trong là chỉ có giá lật được cái dưới thịt dưới gan gà mà thôi. Ha, dạ không có thấy mỡ gì, không có thấy mỡ gì trơn á. Thì hôm nay đó, nãy giờ quên ăn hộp không, cái đậu phộng này á là Ngọc đã luộc rồi nha. Mà thường á làm nguyên vỏ, nhưng mà nhà Ngọc á thì chỉ có là không có vỏ thôi, tại vì nhầm khi Ngọc gan Ngọc lười bóp bóp vỏ, cho nên Ngọc mua là Ngọc mua không có vỏ. Thì sẵn Ngọc làm luôn thì cái đó là tùy mình. Quan trọng là cái bột nó giòn hay nó giòn tan, mà mình chiên vô cái giá nó không có dính. Thì hôm nay Ngọc chia sẻ cái món giống như là bánh giá nha, nhưng thịt với gan gà. Thì Ngọc gửi cho ông bà cô bác anh chị trong và ngoài nước gần xa hãy đón nhận cái món bánh giá của Ngọc nghe giống như cái tấm lòng của Ngọc. Ngọc cũng cảm ơn ông bà cô bác anh chị đã ủng hộ cái kênh của Ngọc Linh TV Canada rất là nhiều, thương hai chị em. Trước hết Ngọc cũng kính chúc ông bà cô bác anh chị lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh nha. Hãy đón nhận cái mâm bánh của Ngọc. Và nếu thương cái kênh Ngọc Linh TV Canada thì hãy cho Ngọc Linh TV Canada một share, một like, một đăng ký kênh. Ngọc cảm ơn ông bà cô bác anh chị rất là nhiều nha. Tạm biệt ông bà cô bác anh chị. Hẹn gặp lại những cái cuốn video tới. Nếu Ngọc làm cho gia đình ăn giống như những cái món bánh hoặc những món đồ ăn gì, Ngọc sẽ share với ông bà cô bác anh chị. Tạm biệt. Bye bye. Cảm ơn ông bà cô bác anh chị và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Bye.